thể cho thầy đi. Thầy có thể đọc dùm em cái số series này lên, cả chữ cả số rõ ràng. Và xin chào các bạn, mình là Bảo. Mình là Sơn, chúng mình đến từ câu lạc bộ ảo thuật của trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng mình đã đam mê ảo thuật rất là lâu rồi. Thì nhân dịp mà trường Đại học Ngân hàng tổ chức một cuộc thi dành cho sinh viên, đó là cuộc thi tài năng, thì mình rất là vui và may mắn khi đã vượt qua được hai vòng loại và có mặt tại buổi chung kết ngày hôm nay. Và mình hứa hẹn rằng trong đêm chung kết ngày hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn một tiết mục rất là gay cứng và đầy kịch tính. Cùng ủng hộ mình và đón xem chúng mình nha.